Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khoa học toán 10 của trang web olm.vn Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học bài đầu tiên của chương 7, toán 10, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp tọa độ đối với các đối tượng hình học là đường thẳng, đường tròn và ba đường conic Bài học đầu tiên ta sẽ được học là bài phương trình đường thẳng Phương trình đường thẳng các em cũng đã được làm quen ở các lớp trước Đó là đường thẳng cắt hai trục tọa độ đường thẳng vuông góc với trục OI hay là đường thẳng vuông góc với trục OX. Có phương trình lần lượt là y bằng ax cộng b với a khác không, y bằng c và x bằng d. Vậy liệu có phương trình đường thẳng nào có thể tổng quát hóa tất cả các trường hợp trên hay không? Ta sẽ đi vào bài học ngày hôm nay. Trong bài này, các em sẽ được học phương trình tổng quát của đường thẳng và phương trình tham số của đường thẳng. Đầu tiên, ta sẽ học phương trình tổng quát của đường thẳng. Trước tiên, các em sẽ được tìm hiểu vectơ pháp tuyến của đường thẳng là gì. Sau đó từ vectơ pháp tuyến, các em sẽ viết được phương trình tổng quát của đường thẳng. Sau đó sẽ đến một số bài tập ví dụ và luyện tập. Đầu tiên, ta đi vào phần vectơ pháp tuyến. Ta có hoạt động một như sau. Cho vectơ n khác vectơ 0 và một điểm A tìm tập hợp tất cả những điểm M sao cho vector AM vuông góc với vector N. Đầu tiên, ta có điểm A và vector N. Giả sử thầy có điểm M thỏa mãn, vector AM vuông góc với vector N. Các em có nhận xét gì về giá của hai vector này? Loa chúng vuông góc với nhau. Từ đó ta có kết luận. Tập hợp những điểm M, loa đường thẳng đi qua A và vuông góc với giá của vector N. Các em cũng có thể lấy những điểm mờ khác thuộc đường thẳng này, như thầy lấy trên hình đây. Gọi đường thẳng này là đường thẳng delta, khi đó vector n sẽ có giá vuông góc với đường thẳng delta. Vector n có tính chất như trên sẽ được gọi là vector pháp tuyến của đường thẳng delta. Từ đó ta có định nghĩa. Vector n khác vector 0 được gọi là vector pháp tuyến của đường thẳng delta nếu giá của nó vuông góc với delta. Trong định nghĩa này, các em cần lưu ý hai điều, đó là vector n phải khác vector 0 và giá của nó thì phải vuông góc với delta. Ta có một số nhận xét. Đầu tiên, thầy cho đường thẳng delta và một vector n là vector pháp tuyến của đường thẳng delta. Khi đó, giá của vector n sẽ vuông góc với đường thể delta. Tiếp tục, thầy cho hai vector n Các em có nhận xét gì về giá của vector này và đường thẳng delta? Ta có vector 2n nó cùng phương với đường thẳng delta. Vậy nếu giá của vector n vuông góc với đường thẳng delta, vậy giá của vector 2n cũng sẽ vuông góc với đường thẳng delta. Khi đó theo định nghĩa thì vector 2n cũng sẽ là vector phát tuyến của đường thẳng delta. Ta tổng quát hóa hơn. Vector kn cũng sẽ là vector pháp tuyến của đường thẳng delta từ đó ta có nhận xét nếu n là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng delta thì k lần vectơ n với k là một số thực khác không cũng là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng delta nhận xét này cho ta một điều đó là ta có thể chọn một vectơ pháp tuyến thích hợp để viết phương trình tổng quát của một đường thẳng một cách đơn giản hơn mà ta sẽ học ở phần tiếp theo ta sang nhận xét số 2. như người ta đã được học qua một điểm cho trước nằm ngoài đường thẳng chỉ kể được một và chỉ một đường thẳng vuông góc với đường thẳng đã cho khi đó nếu thầy cho trước điểm m 0 và một vector n vậy liệu có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm m 0 và vuông góc với giá của vector n từ vector n thầy sẽ xác định được giá của vector n khi đó chỉ tồn tại một đường thẳng delta đi qua điểm M0 và vuông góc với giá của vector N. Vector N của giá vuông góc với đường thẳng delta nên là vector N đó là vectơ pháp tuyến của đường thẳng delta. Từ đó ta có nhận xét đường thẳng hoàn toàn xác định nếu biết điểm M0 thuộc delta và một vectơ pháp tuyến của đường thẳng delta ta hay kiệu là vectơ N delta. Qua nhận xét này, khi ta biết một điểm M0 thuộc delta và một vector pháp tuyến của đợt hẳn delta. Khi đó ta sẽ xác định được một đường thẳng. Phương trình đường thẳng này được gọi là phương trình tổng quát của đường thẳng. Vậy, đầu tiên để xác định được phương trình tổng quát của một đường thẳng, ta cần xác định được vector pháp tuyến của đường thẳng đó. Ta đi vào ví dụ đầu tiên. Ví dụ 1. Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác có tọa độ 3 đỉnh, hãy chỉ ra một vector pháp tuyến của đường trung trực của đoạn thẳng AB và một vector pháp tuyến của đường cao kể từ A của tam giác ABC. Đầu tiên, ta cũng có tam giác ABC. Ta sẽ đi thực hiện từng phần một. Đầu tiên, ta sẽ tìm một vectơ pháp tuyến của đường trung trực của đoạn thẳng AB. Đường trung trực của đoạn thẳng AB đi qua trung điểm của AB và vuông góc với AB. Khi đó, đường trung trực này sẽ nhận vectơ AB là một vectơ pháp tuyến. Tương tự, ta đi tìm một vectơ pháp tuyến của đường cao kẻ thứ a của tam giác ABC. Đường cao kẻ thứ a của tam giác ABC vuông góc với BC nên là sẽ nhận vectơ BC là một vectơ pháp tuyến. Sau khi tìm được vectơ pháp tuyến của một đường thẳng, vậy làm thế nào có thể viết được phương trình tổng quát của nó? Ta đi vào hoạt động 2. Trong một phẳng tọa độ, cho điểm A có tọa độ x0, y0 nằm trên đường thẳng delta có một vectơ pháp tuyến nằm với tn. n chứng minh rằng điểm M có tọa độ x, y thuộc đường thẳng delta khi và chỉ khi nó thỏa mãn phương trình dưới đây Trước tiên ta cũng dựng hệ trục tọa độ Oxy. Sau đó ta dựng đường thẳng delta và lấy hai điểm A và M thuộc đường thẳng này và vector n là vectơ pháp tuyến của đường thẳng delta. Ta có vector n là vectơ pháp tuyến của đường thẳng delta, nên là giá của vector n sẽ vuông góc với đường thẳng delta. Khi đó, vectơ n sẽ vuông góc với vector am. Như ta đã được học ở chương 4 vectơ thì hai vectơ vuông góc với nhau khi nào? Đó là tích vô hướng của hai vectơ này bằng 0. Từ đó ta có hướng giải bài toán này Đầu tiên ta viết được vector AM có tốc độ x chứa 0 y chứa x0 Do m thuộc delta nên là vector AM sẽ vuông góc với vector N Khi đó tích vô hướng của hai vector này bằng 0 từ đó ta sẽ suy ra điều phải chứng minh. Từ đây ta tiếp tục biến đổi sẽ được thành ax cộng bi trừ ax không trừ bi 0 bằng không. Trong bài toán này đã cho điểm A có tọa độ x không y không và vectơ pháp tuyến n có tốc độ ab khi đó x không y không ab là các số xác định khi đó cả cụm trừ ai không trừ b không là xác định thầy sẽ đặt cụm này bằng c khi đó ta biết lại thành ax cộng bi cộng c bằng 0. Ta gọi đây là phương trình tổng quát của đường thẳng delta. ax cộng bi cộng c bằng 0. Từ đó ta có kết luận trong một phẳng tọa độ, mọi đường thẳng đều có phương trình tổng quát dạng ax cộng bi cộng c bằng 0 với a và b không đồng thời bằng 0. Ngược lại, mỗi phương trình dạng ax cộng bi cộng c bằng 0 với a và b không đồng thời bằng không đều là phương trình của một đường thẳng nhận vectơ n có độ a b là một vectơ pháp tuyến ở đây các em để ý là a sẽ tương ứng với hệ số của x và b tương ứng với hệ số của y và qua hoạt động trên thì ta có vectơ n có tọa độ a b khác vectơ không khi đó a và b là không đồng thời bằng không ta sẽ ra điều kiện đây là a và b không đồng thời bằng 0. các em nhớ lưu ý điều này nhé ta đi vào ví dụ viết phương trình tổng quát của một đường thẳng khi biết tọa độ một điểm và một vectơ pháp tuyến của đường thẳng đó để làm được bài toán này ta sẽ dựa vào hoạt động vừa rồi ta sẽ viết được đường thẳng nhân ta sẽ có phương trình là a nhân x trừ y không cộng b nhân với y trừ y không bằng 0. sau đó ta biến đổi thành dạng ax cộng bi trừ ax không trừ y không bằng không khi đó ta rút gọn trừ x không trừ bi không bằng c ta sẽ đi được về dạng ax cộng bi cộng c bằng không đây chính là phương trình tổng quát của đường thẳng ta sẽ thực hiện các bước Doạn thẳng delta có phương trình là 2 nhân với x 1 cộng 3 nhân với y 2 bằng 0. 2 3 ở đây là tọa độ của vectơ pháp tuyến. 1 2 đây là tọa độ của điểm m. Các em lưu ý để không nhầm lẫn điều này nhé. Ở đây ta biến đổi sẽ thành 2x 2 cộng 3y 6 bằng 0. Sau đó ta biết đổi được thành 2x cộng 3y trừ 8 bằng 0. Ta sang ví dụ hoàn toàn tương tự. Viết phương trình tổng quát của một đường thẳng đi qua điểm M có tọa độ âm 1, 0 và nhận vector n có tọa độ 2, 1 làm vector pháp tuyến. Các em tự làm và đổi chiếu đáp án với thầy nhé. đường thẳng delta có phương trình là 2 nhân với x cộng 1 cộng 1 nhân với y trừ 0 bằng 0. 2, 1 là tọa độ của vectơ pháp tuyến. Ở đây x cộng 1 tức là x trừ cho trừ 1. Trừ 1 và 0 ở đây là tọa độ của m. Ta rút gọn được thành 2x cộng y cộng 2 bằng 0. ta sang một bài tập luyện tập trong mặt phẳng tọa độ cho tam giác ABC có tọa độ 3 đỉnh. Lập phương trình tổng quát của đường cao kể từ A của tam giác ABC. Đầu tiên, ta cùng vẽ tam giác ABC. Đường cao kể từ A của tam giác ABC, ở đây ta gọi là AH. Thầy nhắc lại, để viết được phương trình tổng quát của đường thẳng delta, ta cần biết một điểm M0 thuộc delta và một vector pháp tuyến của đường thẳng delta. Ta cần viết phương trình của đường thẳng AH. Trước tiên, ta cần xác định được một điểm thuộc đường thẳng này. Ta sẽ lấy điểm A vì là ta đã có tọa độ điểm A rồi. Và qua ví dụ đầu tiên thì ta cũng có là vector BC là một vector pháp tuyến của đường thẳng AH. Ta đã có tọa độ điểm B và tọa độ điểm C, khi đó ta dễ dàng viết được tọa độ của vector BC từ đó ta có thể dễ dàng viết được phương trình của đường thẳng AH này. Trước tiên ta gọi đường cao đó là AH. Ta lấy một điểm thuộc đường cao này, là điểm A có tốc độ (1; 2). Ta xác định được vectơ BC là một vectơ pháp tuyến của đường cao AH và ta tính được tọa độ của vectơ BC là (6; -2). Khi đó ta viết được phương trình của đường thẳng AH là 6 nhân với x 1 2 nhân với y 2 bằng 0. Hay ta rút gọn lại thành 3x y 1 bằng 0. Các em để ý ở đây, trong phương trình này, hệ số của x của và y là lần là 3 âm 1. Nó không là tọa độ của vector BC nữa. Khi đó các em lưu ý đến nhận xét đầu tiên mà thầy đã nêu ra. Đó là có thể chọn vector pháp tuyến của đợt thẳng AH là 1 phần 2 lần vector BC khi đó nó có tọa độ là 3 âm 1 tọa độ này đã rút gọn hơn so với tọa độ 6 âm 2 các em có thể chọn những vector pháp tuyến khác nhau nhưng sau khi rút gọn tất cả sẽ được về dạng rút gọn đó là 3x y 1 bằng 0